chào tất cả các bạn. Hôm nay Mầm Vlog sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách làm chậu trồng cây từ can nước giặt. Và với chiếc chậu trồng cây này thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau. Một chiếc can nước giặt loại 3 lít. Một kéo cắt. Một dao lọc giấy. Một bút dạ màu đen. Một chiếc tua vít loại nhỏ. Keo lến bật lửa. Một chiếc lắp nhựa tròn loại nhỏ. Dây di băng màu cam. Và cuối cùng là hạt trang trí hình hoa. Và với hạt trang trí này thì các bạn dễ dàng mua được ở những cửa hàng làm đồ handmade. Và sau khi các nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ thì các bạn hãy cùng tôi thực hiện làm chậu trồng cây từ can nước giặt ngay dưới đây. Thank you.
Thank you.
đây là chiếc chậu trồng cây được làm từ can nước giặt. Và qua video này tôi mong muốn các bạn có thể tận dụng được những chiếc can nhựa đã qua sử dụng để làm thành những chậu trồng cây rất là độc đáo cho không gian của gia đình mình. Tâm Bầm Vlog xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.